Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay là mình sẽ đổi cái chậu cây này. Từ cái cây này nè, mình sẽ đổi vô cục đá này, cục sỏi nha mấy bạn. Đó, mình mới mua được cục này. Đó, quá rẻ. Cục này mua được cục đá này 20 đô nha mấy bạn. Đó, mình về mình khoan thêm lỗ rồi nè. Rồi bắt đầu mình sẽ đổi cái chả cây này qua bên này nha. Đó, coi coi nó sẽ như thế nào nha. Đó, cây Simbaku này của mình hôm bữa mình có làm lại rồi đó. Thì bây giờ mình đổi cái cây này qua bên này. Mình đổi cái chậu. Mình xài đất. Đất này là đất Acamanda mà được nung với 600 độ C nha mấy bạn. Cứng lắm nha. Mình xài trực tiếp đất này luôn, không có pha sỏi gì hết nha. Xem, giờ mình làm nha. Rồi, giờ mình cắm máy rồi mình làm coi, coi các bạn coi, coi sao ha. Rồi, má mình lấy trong cái chậu ra nha mấy bạn. Rễ quá trời rễ luôn rồi. Thì cái này chắc mình chỉ làm rễ sơ sơ thôi nha. Cái mùa này thì nó hơi bị nghịch mùa chút xíu nha. Nhưng mà tại mình hứng quá thì mình làm thôi nha mấy bạn. Chứ đáng lẽ cây này muốn thay rễ, thay đất gì thì phải tháng 10. Tháng 9, tháng 10 làm là ok nhất. Mà giờ vô tháng 12 rồi. Mình nghĩ thì chắc cũng không sao. Thì làm thử đi, chừng nào mà nó có sao thì biết. Không sao, thì mình làm thôi. Đó. Thì mình cắt cho nó nhỏ lại nặng. Mình bỏ vô cái chậu kia vừa là được rồi nha mấy bạn. Mình không có bươi ra nhiều. Kéo này xí mũi quá, để mình lấy cái kéo khác. Đây. À, mình nghĩ là nó cũng ok nha mấy bạn. Mình cũng không có cắt nhiều nữa. Rồi. Rồi, vậy đi nha. Giờ mình đi lại kia. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ cái cây vô trong cái cục đá này nha bạn. Cái này nó hơi nhỏ nha, nhưng mà mình cũng gán mình ép nó vô coi làm sao. Chỗ này nó hơi nhỏ, mình lấy kìm rồi mình cắt lại một chút coi coi sao. Cái cây mình để vậy nha mấy bạn. Bây giờ mình cọp lại nha. Để mình chỉnh lại cho ngay ngày một chút nha. Rồi. Đó.
xiết lại nha. Ngày nay chơi liều luôn ấy nha. Được không thì cũng chả biết. Đó, cái cây xong rồi bây giờ mình phải sửa lại chút xíu nha, không có để gì được nha, nó hơi bị chặt thế rồi. Cái tàn mình phải sửa lại chút xíu. Rồi một cây sim ba cụ nằm trên tảng đá nha mấy bạn. À, rồi mình vô kẽm rồi mình tỉa sơ sơ lại. Rồi quay một vòng cho mấy bạn coi nha. Cây còn tơ lắm nha mấy bạn. Chừng năm sau là mình thấy khác liền rồi nha. Đó, mà quan trọng là mình sung quá mình vô cái mình làm cái rễ nó vô cái mùa này thì hơi nguy hiểm nha các bạn. Ông 50-50 nha, hy vọng đó. Nhưng mà tại mình sung quá mình muốn cái mình làm liền đó, mình nghĩ nó đẹp mà. Rồi clip mình tới đây hết rồi nha các bạn. Rồi hẹn các bạn vào những clip sau nha. Đó, cái tác phẩm mình là như vậy. Có thể mình 1-2 năm nữa, có thể năm sau nếu mà nó sống nha, rồi mình có thể mình sửa một chút xíu nữa, tại mình nhìn nó cũng chưa có dễ thương lắm, nhưng mà là ok đó. Rồi đó, cục đá 20 đô nha các bạn. Rồi để mình quay một vòng nữa cho các bạn coi nha. Hẹn các bạn vào những clip sau nha. Đây còn một cây sim ba cù bự dưới kìa,
mình có thể vài bữa nữa mình làm á. Ngày mai là mình làm bữa cuối là mình được nghỉ rồi nha mấy bạn. Được nghỉ ở nhà là đi chơi, quay phim, rồi làm cây rồi là có clip đều đều cho các bạn nha. Rồi. Chúc sức khỏe tất cả mọi người nha.